Còn cây này thì bao nhiêu đại ca? Cây này 12 triệu thôi ạ. 12 triệu bác nhá. Đấy. Ui giời, sang tiền luôn. Sạch sạch luôn. Đấy. Thấy chưa? Không mua nhanh là mất đấy. Để tiền cho người nó ngứa. Đấy, bận người. Lực Vương. Chào các bác, chào mọi người. Hôm nay lại có mặt ở chợ Vạn Phúc. Cứ nghĩ hôm nay đông mà sao vẫn vắng thế nhỉ? Qua rằm rồi mà vẫn vắng nhỉ. Chắc còn đi chơi Tết vẫn chưa đủ. Đấy các bác, hôm nay lâu lâu mới lạnh lạnh một tí. Rồi, cho nó nổi nổi lên. Chợ này nó đang sâu quá. Gãi là dưới bê hết. Cái trực đẹp. Đấy. Nở chân đẹp. Đấy, phải về bắc cương nhá. Bò này lấy đây được. Phun thuốc tốt hết, chả có bị sâu chứ. Sấn đây. Đây là này. Đấy. Đúng là nổi, có chân hết này. Cái chậu đang bị sâu nên là nhìn nó không nổi. Thay chậu. Đấy. Cây này rất nhiều bác quan tâm đây. Nhiều bác quan tâm đây. Đấy. Hôm nay lại đổi chậu khác. Phải đổi, chậu đấy không ổn. Chậu kia rộng quá. Khô quá. vẫn là ba mấy, 35 chậu 36 hôm trước của bà thế. Đây xem cái đường chạy đi, hợp chậu này hơn đấy. Hợp em lấy chút hợp có rất nhiều bộ dụng. Chỗ này nuôi được một đỏ. Chết người. Ui giời. Nghệ nhân à. Nghệ nhân. À. Con này cái nào đấy người ơi. À, nghệ nhân lên chậu cái này à? Ờ, phải đầu tư cho nó đầu tư. Đầu tư à, chứ hôm trước mà gửi đây hay là ấy đấy? Mà em gửi cương, tiền vào cương còn lấy hộ này. Thì thế mà nó không lấy. À, để bảo anh... Bây giờ báo giá là bao nhiêu cái đấy? Nào? Đấy, cái dạng lôn này, cái vâng. Này là 9 triệu. 9 triệu thôi còn cây này. Đấy thì còn cái này 7 triệu. 7 triệu. À. Quả béo. Có đồ Nga thằng béo. Có đồ mới là bâu vào. Trực. Đấy hôm qua lấy ra là khi về đâu máy còn buộc được thì mình dây này. Chân bên kia có tí rồi được. Đấy nhá. Có đồ mới xem nó vui các bác. Đấy cây này chắc 40 phân. Cây này có lẽ bỏ qua. Nó không có. Còn cây này thì bao nhiêu đại ca? Cây này 12 triệu thôi ạ. 12 triệu bác nhá. Đấy. Ui giời, sang tiền luôn. Sạch sạch luôn. Đấy. Thấy chưa? Không mua nhanh là mất đấy. Để tiền cho người nó ngứa. Đấy. Bận người. Giá mới là bao nhiêu đấy? Ông Cương? 10 triệu. Đấy, giá mới 10 triệu nha. Tích tắc thôi. Đấy. Đây có rồi, đang nhảy ra đây rồi. Có rồi. À. Đấy. Đóng một cái chậu nữa rồi. Đấy, 10 đồng nha. Đấy, có ngay hàng mới.
xuống xe cái là hết cây rồi. Ăn nốt con này cho nó vui. Cút này mà to hơn cái này thì được. Thì ăn luôn. Đấy. Muốn sổi cơ, muốn sổi cơ. Đấy. Hôm trước còn ở trên ấy này. Đồng. Con này giống giống con này nhỉ? Khác, con này khác hơn. Ừ. Ý là dáng giống giống nhau. Trực của vã. Cứ trực của vã. Đây các bác. Này mà nở thân đều thì ok quá. Ừ. Cũng nở đấy. Ừ, nở. Nó không lên lỗi đâu. À. Củ khoai củ sắn lắm. Được. Yeah. Duyệt chi. Đấy. Phút mốt lại có hàng mới. Cho nên bảo là ra chợ sớm rồi không lợi lắm. Này thì phải để lên cao. Con này thì toàn mầm dương ngâm ra là mình, chứ không mình cũng bốc từ phía trước ấy. Nhưng mà đấy, nhiều người tư duy được là ok đấy. Con này sau nuôi nhịp là đẹp rồi, đẹp lắm. Đấy. Rồi, nằm đây. Đấy. Nhịp là đẹp. Nó nhìn là cây nó thụ cây này. Đúng rồi. Chúng ta cho em thử cái dây à? Ờ, chúng ta cho anh xin. Vào chậu trông cũng khác hẳn nhờ. À, vào chậu khác. Như cậu gặp mợ. Lên ngôi. À. Làm cây làng hoành được. Đấy, cái dáng nôn là được. Nó cho này là cái mầm đây này. Ra đây là một cái chi nhỏ đây nữa. Đấy, vì ngày cái để nó lấp được cái ngày xưa này. Ngày xưa ông này ông không nắn, ông cứ để toàn dương hết lên thôi nó. Cái này cây của người chơi. Cây này cây của anh Thành Inox. À. Chắc tuyên không biết anh gì. Thành Inox. Ông Tây biết Thành Inox. Đây là chỉ chơi thôi. À, hẳn có buôn bán thì ấy đâu. Chơi chán thì lại bán ấy là lại ấy này. Đổi cây. Đổi chắc các cụ. Đổi cây mà thằng mình bách cháu Minh thì to ấy. Cái này là một nhẹ đây, nếu mà nó lại cái bầm đây đưa một cái nặng đây cả. Bởi vì nó đang bị hai phát dương. Cho phát này là còn đẹp à. Thơm chứ. À rồi bỏ thuốc lào chuyển sang thuốc lá. Không phải. Quá không bán. Đấy, vào việc cũng được. Cường nhanh quá. Rồi nhanh thế, lại bầu bay đi đâu rồi? Kia. À, cất lên đấy rồi. Lên cao rồi. Ngồi ghế đỏ rồi đấy. Ngồi ghế đỏ. Chưa được mặc áo đỏ. Đấy, nè. Chưa kịp hỏi giá đã thấy giao dịch xong rồi. Chết giờ đấy. Đấy. Ông nào cộng nhanh thì cộng. Đấy các bác, cây cối là như vậy đấy. Quà dành cho người dũng cảm đấy. Nhanh, có duyên. Đấy. Sư của Hiếu đây. Sư của Hiếu đây. Đây là mấy cây của Hiếu. Đó là dạ. Hồng Ngọc Mai. Tết mày có về Tết được bố mẹ không? Có chứ bác. Bố mẹ vẫn khỏe chứ? Khỏe. Vâng, khỏe bác ạ. Hôm nào có việc gì qua nhà cháu chơi bác nhé. Rồi. Đấy. Tết năm nay bác không có vào trong chỗ bà Huệ được đâu. À đi ạ. Cháu cũng Tết cũng xuống quê ngoại tí.
Con ổi đẹp phết đấy. À, đấy. Đẹp. Nhìn điệu. Sạch sẽ. Là cây. Bên mày có lên trên Văn Hưng không? Có. Đi đầy đủ, đầy đủ hết. À vâng. Vâng. Chắc là này nên hôm hay sao không được ông ngoại? À, không, cháu về hôm mùng 2. À đấy. Năm nào cũng về rồi. Đấy. Dễ lại cộng nhau lắm rồi. Hết xin chuột của ông coi anh à, sao mò đâu giỏi thế, lắm đồ đấy. Đi suốt mà phải đi chứ, phải đi đói nó phải bò chứ. Đấy cái xin tay chuột của ông coi thế là ông ấy trở xuống cho ông anh mà đi. Đấy, anh em mà thích thì alo bắt cương. Cái này thì được kia dân đổi trang các đồ rồi mới yên cảnh nhé. Cái này rất tiếc cái tay này, làm rất tiếc. Này, tiếc cái chỗ này. Hai phát dương, một phát cắt dương đây, một phát này cắt dương tiếp. Rồi bắn cái này ra đây đỡ. Thấy bảo là chắc là nổi trang các màu cái xi đấy chứ. À, các bạn. Ok, để sang khu vực khác các bác nhé. Bên này, chợ cũng chưa đông vui lắm. Chắc phải hết tháng riêng.